đến dự buổi họp mặt hôm nay, kính thưa toàn thể các bạn thanh niên và bạn bè của cô dâu chú rể. Qua thời gian hai cháu Dương và Thanh tìm hiểu thì được sự đồng ý của hai gia đình cũng là hai gia tộc, thì giữa hai họ nhà trai nhà gái có cái buổi họp mặt hôm nay, ba bè bốn bên đã nhất trí và có những cái cuộc gặp mặt trước để thống nhất về cái việc chấp nhận là cho các cháu đi tìm hiểu và báo cáo với gia đình. Thì hôm nay là công việc đã đi đến là kết quả. Thì hôm nay họ nhà trai chúng tôi xin báo cáo với các cụ họ nhà gái là theo tục lệ phong kiến cổ truyền Việt Nam thì hôm nay có cái buổi lễ gọi là dẫn cưới, các cái đồ nghi lễ đủ điều đặc thái vô quy là đã chuẩn bị đầy đủ để mang đến. Thứ nhất là trình với các cụ bề trên của họ nhà gái và cũng để báo cáo với đại quan viên hai họ về cái chuẩn bị hôn lễ cho hai cháu. Thế còn ngày cưới thì cái này là xin phép các cụ là xin được tiếp tục bàn. Thì sau ngày hôm nay là các cụ nhận ra cái lễ dẫn cưới rồi cho các cháu được vào làm lễ cáo yết với tổ tiên bên này để trên là các cụ ở trên bàn thờ chứng nhận là cháu rể. Thì sau đó thì sẽ tiếp tục bàn đến cái việc định ngày cưới cho các cháu. Thì xin thay mặt cho họ nhà gái, họ nhà trai là xin cảm ơn sự đón tiếp rất là trọng thị các cụ, các bà và nhà gái. Và sau đây là xin tất cả quan viên cho một tràng pháo tay để cảm ơn những người đón tiếp. Xin tiếp tục ý chờ ý kiến của họ nhà gái. Thank you.
cho thầy cháu như thế này. Ngày hôm nay là 12 tháng 2 năm Đinh Dậu, được sự quan tâm của các cụ, của cả hai họ, đi lễ ngày hôm nay coi như thế này là rất. Thế còn một cái việc đại quan trọng nữa là cái việc cưới, thì bên nhà trai cũng như bên nhà gái đã có cái việc bàn bạc với nhau. Và hôm nay thì xin công bố cái kế hoạch đấy với toàn thể quan viên hai họ. Là người ta nói là một giỏ ông đồ, một gồ ông cống, một đống thức phí, một vị trang quê, một viên ở nhớt, toàn những người có học. Thế lớp các cung, bây giờ lớp chúng em đây là ít nhiều kế thừa. Thế thì tôi cũng có lớp xin là tóm tắt là thành mấy bài thơ như này. Là mừng hạnh phúc của hai cháu Dương và Thanh. Xin đọc các cụ nghe và sau đó là đến kết là tổng kết cái ngày giờ các cụ nhớ. Những từ sen ngó đào tơ, trai tài gái đạo bây giờ đẹp đôi. Khi nên trời cũng chiều người. Thì ngày hôm nay là ngày rất đẹp, vừa ấm mà xe xe lạnh không mưa, cho nên là trời cũng chiều người. Nhà trai xin có mấy lời trao tơ, khoảng bao tháng đợi năm chờ, ngày vui rất cưới bây giờ là đây. Duyên tình đậm thắm mấy nay, đã tình thầm tình ngày này thông ra. Duyên tình ta lại gặp ta, bên là thứ nữ, bên là thứ nam. Thế là hai cháu đã có chút cảm, cho nên là hai bà cũng có chút kinh nghiệm một chút ở đây. Hai họ đã tỏ buồn cơn, vui ngày hẳn vui hơn mọi ngày, rằng trăm năm cũng từ đây, lễ nghi truyền thống trồng cây dựng đồng, chung lòng tạc một chữ đồng, Dương Thanh duyên tắm sơ hợp kết giao, một lời gắn bó thức giao, tải xem đối xạ sắp đào lễ hương. Hai họ chứng kiến tỏ tường, mừng cho hai cháu liên hương xuân vầy, rượu mừng thì nhấm cũng say, một lời giao kết hẹn ngày nhất duyên. Đá vàng son sắt tinh bền, tháng 2, 16, thánh viên vợ chồng. Tháng 2, 16, thánh viên vợ chồng. Thỏa lòng mẹ ước cha mong, bách niên trai lão tơ hồng nhận đôi. Ngày vui xin có mấy lời, chúc mừng hai họ mọi người an khang. Chúc duyên hai cháu đa vàng, 16, chàng tới đón nàng vũ quy. Xin là cảm ơn các cụ. Ngày nay, thế thì nói mãi thì cũng phải đến lúc giá bạc. Thì thay mặt đoàn là đại biểu nhà trai, là xin cảm ơn các cụ bề trên. Một tí. Chào ông không? Chào ông chưa?
dâu, tôi cũng thay mặt nhà gái là xin ghi nhận cái lễ này. Và sau đấy là tôi xin là giới thiệu là bên đại diện họ nhà gái, đại diện họ nhà trai cùng mẹ của cô dâu là nên nhận cái lễ chụp cái ảnh làm kỷ niệm. Và tiếp theo thì tôi cùng các bác anh chị là chúng ta còn món quà lưu niệm để dành tặng cho chú về bài viết và cô tôi ngay ngay buổi lễ thành hôn hôm nay. Thì rất mong quý vị chúng ta sẽ cùng nhau bước lên số cùng trao tặng quà cho cô tôi ngay và chú về bài viết và cũng như để xin lại những tâm tư lưu niệm trong ngày vui hạnh phúc hiện nay khi được trân trọng kính mời toàn thể quý vị.
Hôm nay cháu đã dưới được gia đình nhà gái quan tâm tặng cho vợ chồng cháu thương thay một chút vốn. Chúng tôi là rất mong là hai cháu sẽ nhận cái vốn đồng của ông bà bố mẹ các bác anh chị về đoàn nhà gái tặng cháu để cháu về làm vốn xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhớ lời thế hệ này lên tháng 2/16 xe viên đón người chăm chầu cánh phượng kính mời dương tay hai cháu giúp đời bên nhau trăm năm mỹ học tâm đầu hai họ viên thắm triệu chầu cùng vui khi đêm trời cũng chiều người trời xuân ấm áp rước mời vui vui. Nhớ câu thiên tài nhất thì có nghĩa là 1.000 năm mới có bây giờ đẹp như thế này. Xe loan phường biến loan đi dẫn ra chung lòng kết tạ chữ đồng thỏa lòng mẹ ước cha mong bao ngày hai họ họp mặt chung tay mừng cho đôi trẻ xung vầy sống to để lời thề minh sơn dấu hiền để thảo đề nơi sinh thành dương thanh trai giỏi gái thanh sắt cầm hòa hợp cao xanh nghìn trùng thông gia hai họ tương phùng ngày vui đôi trẻ anh thông trăm bề chúc cho trọn vẹn với huệ xin mời hai họ lên xe xuất bài cảm ơn quý vị hôm nay mừng duyên hai cháu thay mặt đầu xin cảm ơn các cô và thay mặt nhà trai xin là bà là một cô cho nhà gái cử đại diện đưa cháu thay mặt nhà chồng xin là bà là cô lên xe xin là các cô nhà trai. Thì cũng mong ông bà và các cụ
chú bác là chỉ bảo cho cháu một bác là người đại diện của bác họ nhà gái cũng như là phát biểu cho và tiếp theo cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể các cô ông bà cũng như toàn thể quý vị lắng nghe là phát biểu một bác là người đại diện của quan viên họ nhà trai sẽ có lời phát biểu và cũng như gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể các cô ông bà có mặt trong buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ quan viên hai họ đã ra đại biểu họ nhà trai chúng tôi. Được sự phân công của các trên là các cô các bà dưới là vợ chồng là cô chú là Đỗ Nhã đã biểu quyết cho chúng tôi thay mặt của trai đi đón đầu này và cũng như là đã phát biểu của họ nhà gái thì nhà trai chúng tôi là chú rất là cảm ơn các cô các bà của nhà gái đã đón tiếp phải là nhà trai rất là cầu mong và đã nhiệt tình cùng với họ nhà trai đưa cháu anh về bên công án này để làm dâu là cô chú thì nhà hàng nhà chúng tôi và làm dâu là họ dưới nhà chúng tôi thì một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn cái sự nhiệt tình chăm lo cho anh chị tương lai của cặp vợ chồng trẻ là cháu Dương và cháu Thanh và cũng những ý kiến của ông đặc biệt của nhà gái đấy thì bây giờ các cháu mới thành ra thất tức là mới đi được một phần đầu tập sau này và sinh con nuôi cháu để kiến tạo cái cơ sở vật chất gia đình thì cái đẹp này là chúng tôi mong rằng là không phải chỉ riêng con trai mà cả con gái chúng ta tiếp tục quan tâm theo dõi và chỉ đạo hướng dẫn tận tình để các cháu có được đời sống kinh tế đầy đủ có được tình cảm thương yêu và nuôi dạy các con cháu mỗi ngày còn thành đạt hơn. Các cụ có nói là nhập gia tùy tục tám gia tùy phúc thì cái việc này là chúng ta đã từng làm với các cái đứa trước rồi bây giờ đến còn cái nữa vợ chồng nhà Dương nhà Thanh này thì cũng mong các cụ công các bà tiếp tục là dạy dỗ cho các cháu để trưởng thành trong cái vấn đề làm ăn và nuôi dạy con cháu và bây giờ thì xin phép được thay mặt cho nhà trai là cho phép hai vợ chồng cháu Dương và cháu Thanh lên làm lễ cáo biệt với tổ tiên để các cụ chứng giám cho các cháu thành duyên gia thất và lên làm lễ bái yết tổ tiên ở trên tầng trên. Thank you.
quý thành viên. Trước sự chứng kiến của toàn thể quý khách đã có mặt trong buổi lễ thành viên ngày nay, xin chân thành kính mời và xin mời quý thành viên hãy nhận lời để bỏ qua phần thắng của mình để bàn bài những chủ đề cần kính mời. Ngày cưới là khi ta rời xa những giận hờn buồn vui, khi tình yêu đã lớn đã không còn. Thưa các bạn, chúng ta có thể chia sẻ rằng trong những ngày này, những kẻ đã vượt qua bao nỗi đau của chúng ta đã cùng nhau biết hay lo hay thay của nhau. Trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị khán giả đã có mặt trong buổi lễ thành hôn hôm nay, mọi con người sự thương cảm của chúng tôi rất mong toàn thể quý vị chúng ta hãy đổi một tràng pháo tay để hai ngày được báo chúc mừng hạnh phúc. Chúng ta ơi, không biết chỗ nào là ở bài vững chắc cả. Thế sau đây xin mời
này là tôi đơn hai để tôi đang nhận mình để bài vương chất của chúng tôi là xin mời chúng tôi bắt đầu hai để tôi đang nhận mình còn nói là không thả vào chất bao giờ để quý vị thấy không thể một tháng thế của chúng ta khi nào đến hai thì chúng để lá rơi và tôi đơn tay sẽ dạy cho nhau một bộ phương hôn đánh cháy tại khoảng 5 phút trên sân khấu trước sự chuyên kế của bài thì quý vị rất mong tập thể quý vị một lần nữa hãy đổ bộ sẵn cho bài tập lớn hơn không? Phương phút lời thơ nhất là bởi vì tôi đơn là lại chất chúng ta mơ về